Ladies and gentlemen, let's welcome the teams of Myanmar and Vietnam. Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với cung thể thao trong nhà Hủa Mặc ở thủ đô Bangkok của Thái Lan để chuẩn bị đến với trận đấu tranh hạng 3 của giải Futsal vô địch Đông Nam Á 2022. Trận đấu mà chúng tôi chuẩn bị chuyển tới quý vị và các bạn là trước khi đến với những diễn biến của trận đấu tranh hạng 3, sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca. And now, the national anthem of Vietnam. Thi đấu trận tranh hạng 3 của giải Futsal vô địch Đông Nam Á. Trên màn ảnh của các bạn là đội hình xuất phát của các thủ Myanmar ở trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là ở trận đấu này thì huấn luyện viên Bunleak Charoenvong không có sự thay đổi nào so với đội hình xuất phát trong trận đấu gặp các cầu thủ. Ở vòng đấu trước thì các thủ Myanmar đã có những màn trình diễn có thể nói là rất ấn tượng ở giai đoạn vòng bảng cũng như là trận đấu bán kết gặp các thủ Indonesia. Còn đây là đội xuất phát của các thủ Việt Nam. Như vậy là ở trận đấu này thì huấn luyện viên Phạm Minh Giang lại đưa tổ 1 về thi đấu ở vị trí xuất phát ban đầu, với sự hiện diện của thủ môn Hồ Văn Ý, các ala là Lê Quốc Nam cùng với Châu Đoàn Phát, và ở vị trí mũi nhọn đó là Minh Chí. Minh Chí là tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận thua trước các thủ Thái Lan ở trận bán kết. Trong lịch sử những cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Myanmar ở các trận đấu tranh hạng 3 của giải Futsal vô địch Đông Nam Á thì lần gần nhất các cầu thủ Việt Nam đã giành chiến thắng trước Myanmar với tỷ số 7-3. Đó là trận đấu diễn ra tại giải vô địch năm 2019 tổ chức tại nhà thi đấu Phú Thọ.
Trước đó thì cao thủ Myanmar và Việt Nam cũng đã từng chạm trán với nhau, cũng được tổ chức tại giải năm 2017 ở nhà thi đấu Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó thì các cầu thủ Myanmar đã hòa Việt Nam với tỷ số 2-2 và sau đó giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu với tỷ số 4-3. Còn ở lần gần nhất vào năm 2019, cao thủ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 7-3 trước cầu thủ Myanmar. Đây là ông Bunlek Charoenvong, cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Futsal nữ Thái Lan. Ông cũng đã từng có thời gian dẫn dắt đội tuyển Futsal Lào. Ở giải năm nay thì đội tuyển Futsal Lào không cử đại diện đến tham dự cùng với các đội tuyển Singapore và Philippines. Còn đây là ông Phạm Minh Giang, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Futsal Việt Nam và đồng thời cũng đang là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Ông là một trong số 10 huấn luyện viên Futsal hàng đầu thế giới. Còn đây là Minh Chí cùng với Trần Văn Vũ, những cựu binh của đội tuyển Futsal Việt Nam đã từng hai kỳ tham dự World Cup vào các năm 2016 và mới đây nhất là năm 2021 tại Litva. Theo như thông lệ thì đội tuyển được xếp là đội chủ nhà sẽ bảo vệ âm thành bên phía tay trái. Cao thủ Myanmar trong trang phục thi đấu màu trắng bảo vệ thành bên phía tay trái, còn Việt Nam trong trang phục thi đấu màu đỏ bảo vệ thành bên phía tay phải. Myo Min Choe, Myo Thet Aung, bóng đã ra ngoài biên. Văn Vũ, Lê Quốc Nam. Ở giải đấu năm nay thì đội tuyển Futsal Việt Nam theo quan sát của chúng tôi chưa có được sự chuẩn bị tốt về mặt thể lực, trạng thái thi đấu cũng không được tốt. Khá nhiều các vị trí trong đội hình đều thi đấu có thể nói là chưa đạt với phong độ vốn có hoặc là đạt đến tầm mà họ đã từng thể hiện ở World Cup tại Litva vừa qua. Chỉ có hai gương mặt đã thi đấu tốt ở giải vừa rồi và đó đều là những gương mặt trẻ của đội tuyển. Đó là Thịnh Phát cùng với Nhan Gia Hưng. Khá nguy hiểm. Pha dứt điểm đầu tiên của các thủ Myanmar và đó là cú đệm bóng của Chan Tha. Người đã có pha triển khai bóng đó là Myo Thet Aung. Đây là pha bóng mà Ala của chúng ta đã không kịp thời lùi về để có một tình huống đeo bám đối với pha di chuyển của Chan Tha. Văn Vũ, dấu hiệu cảnh báo đầu tiên của các thủ Myanmar. Ở giải đấu năm nay thì Myanmar đã có những màn trình diễn có thể nói là rất F5. Châu Đoàn Phát, thần tài của đội tuyển Futsal Việt Nam, người không chỉ có một bàn thắng ở vòng loại để giúp cho chúng ta giành tấm vé tham dự World Cup mà đồng thời còn có hai bàn thắng tại World Cup vừa qua. Tính đến thời điểm này thì ở khu vực Đông Nam Á đã có hai đội bóng chính thức giành tấm vé tham dự AFC Asian Cup Futsal. Đó là Indonesia và Thái Lan, những đội đã vào chơi ở trận chung kết. Trong khi đó tấm vé cuối cùng của khu vực là sự tranh chấp giữa Myanmar và Việt Nam. Ở trận đấu vòng bảng thì cầu thủ Việt Nam là những người đã có bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước với một cú đệm bóng có thể nói là rất bài bản của Nhan Gia Hưng. Các thủ Myanmar đã có bàn gỡ hòa từ quả đá phạt trực tiếp do công của Myo Min Choe. Một tình huống mà Myo Min Choe thực hiện cú đá phạt trực tiếp bằng một cú bút chì chân trái. Tiếp tục là một tình huống dứt điểm nữa của các thủ Myanmar. Về mặt thể lực và lối chơi thì có thể nói là Myanmar ở giải lần này đã thể hiện được sự tiến bộ một cách rõ rệt. Thể lực của họ luôn duy trì, có thể nói là rất sung mãn và lối chơi thì khá là biến hóa, bài bản. Có thể nói là dấu ấn của huấn luyện viên
Bunlek Charoenvong, người Thái Lan, đã được thể hiện một cách rõ nét chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn khi ông chuyển đến dẫn dắt đội tuyển Futsal Myanmar. Đây là tình huống dứt điểm đầu tiên của cầu thủ Việt Nam và đó là pha dứt điểm của Châu Đoàn Phát. Trong 3 năm trở lại đây, Châu Đoàn Phát cùng với lứa cầu thủ được đôn lên từ câu lạc bộ Cao Bằng đã có những sự tiến bộ rõ rệt về mặt chuyên môn. Họ đang dần dần trở thành trụ cột của câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Ở mùa giải năm 2021, sau khi giải tổ chức lượt đi ở Đắk Lắk thì lượt về do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid nên lịch trình thi đấu của giải đã bị ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí là cúp quốc gia sau đó đã không thể tổ chức được. Minh Trí, pha dứt điểm bằng chân trái của Minh Trí. Cho đến thời điểm này thì Minh Trí vẫn là pivot được đánh giá là có bộ kỹ năng toàn diện nhất, cả về di chuyển không bóng, về xử lý bóng trong không gian hẹp, dứt điểm bằng chân trái. Tuy nhiên theo quan sát của chúng tôi thì trong những năm gần đây, hiệu suất ghi bàn của Minh Trí đã không còn được duy trì như trước đây nữa. Thịnh Phát. Thịnh Phát vào lúc này đang là người dẫn đầu danh sách ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam với 4 pha lập công. Đứng ở vị trí tiếp theo đó là Minh Trí cùng với Văn Hiếu, Nhan Gia Hưng và Trần Thái Huy. Ala vừa mới trở lại sau một quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì dính chấn thương ở đầu gối. Tốc độ thi đấu của trận tranh hạng 3 giữa Myanmar và Việt Nam trong 3 phút thi đấu đầu tiên vừa qua đang được duy trì ở mức độ cao. Các cầu thủ Myanmar thậm chí là những người đang nắm quyền chủ động ở trên sân. Họ đã có được 3 tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Hồ Văn Ý. Thịnh Phát. Đây là Đức Hòa. Cầu thủ có khả năng thi đấu đa năng ở các vị trí ala và Fiso. Trong 3 năm trở lại đây thì các câu lạc bộ futsal ở Việt Nam cũng đã bắt đầu bắt nhịp và có những sự thay đổi về chiến thuật và phong cách chơi bóng. Rất nhiều các câu lạc bộ futsal ở Việt Nam đã chuyển qua lối chơi 4-0 và xoay chuyển, di chuyển nhiều, pressing tầm cao đối với đối phương. Đây là một lối chơi đòi hỏi phải có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mặt thể lực. Thái Huy. Pha phòng ngự tốt của Đức Hòa. Vừa rồi là một tình huống tỉa bóng tốt của Đức Hòa cho Thịnh Phát. Bên phía Myanmar, các thành viên của tổ 2 cũng đã bắt đầu vào sân. Ở giải năm nay thì ban tổ chức quy định chỉ được đăng ký có 14 người mỗi đội. Điều đó khiến cho huấn luyện viên và các thành viên trong ban huấn luyện của mỗi đội tuyển đều phải có sự cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Bởi lực lượng như vậy là tương đối mỏng, chưa kể tới mật độ thi đấu là dày đặc một ngày một trận. Đức Hòa. Thịnh Phát. Nhan Gia Hưng. Nhan
Nhan Gia Hưng là một trong số những cầu thủ trẻ của Futsal Việt Nam đã được cho đi tập huấn dài hạn khi mới 17-18 tuổi. Trên thực tế thì trong những năm vừa qua, Futsal Việt Nam cũng đã có những gương mặt nổi lên. Đồng lứa với Nhan Gia Hưng có thể kể tới như là Cổ Chí Kiệt, cũng là một học trò cũ của huấn luyện viên Phạm Minh Giang. Nhưng đáng tiếc là sau khi bị chấn thương thì Cổ Chí Kiệt trong những năm vừa rồi đã không cạnh tranh được vị trí ở câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Anh cũng không có nhiều cơ hội để ra sân. Khá nguy hiểm. Pha dứt điểm bằng một cú đặt lòng chân trái của Thịnh Phát. Chúng ta cùng xem lại. Pha nhả bóng rất hay của Nhan Gia Hưng. Và đã có khoảng trống để cho Thịnh Phát thực hiện một cú dứt điểm không phải là quá mạnh nhưng lại có đủ độ hiểm hóc. Có thể thấy là tổ 2 của Việt Nam vào lúc này là những người đang nắm quyền chủ động. Họ chơi pressing tốt. Sự lúng túng của Miu Miên Xuê trong tình huống vừa rồi đã được thể hiện rõ. Như vậy là ở trận đấu ngày hôm nay, người đeo băng đội trưởng bên phía các thủ Myanmar không phải là Wai Jin Woo, mà thay vào đó lại là Miu Miên Xuê. Cầu thủ đã chơi rất hay ở những trận đấu vừa qua của đội tuyển Myanmar. Văn Hiếu, các thành viên của tổ 3 bên phía đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu vào sân. Mạnh Dũng. Mạnh Dũng cùng với Châu Đoàn Phát, rồi Anh Duy, một trong số 5 cầu thủ dự bị của đội tuyển Việt Nam ở giải lần này, đều là những cầu thủ đã trưởng thành trong màu áo của Cao Bằng, là những người trưởng thành cả về mặt chuyên môn cũng như là về mặt hình thể thể chất dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Hector Soto. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha vào thời điểm này đang làm việc tại Indonesia. Pha phạm lỗi của Coco Lin. Coco Lin đã có pha dẫm gầm giày vào cổ chân của Mạnh Dũng. Người chuẩn bị thực hiện cú sút phạt là Khổng Đình Hùng. Bóng sẽ được đẩy ngang. Pha dứt điểm hụt. Cú dứt điểm hụt của Lâm Tấn Phát. Khổng Đình Hùng và Lâm Tấn Phát đều là những thành viên của câu lạc bộ Saco. Ở mùa giải vừa rồi thì Saco đứng thứ nhì tại giải vô địch sau câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Khổng Đình Hùng. Văn Hiếu. Pha chèo bóng rất hay của Khổng Đình Hùng. Ở tình huống vừa rồi thì chúng ta có thể thấy nét đặc trưng của futsal là như thế nào. Khi mà Mạnh Dũng thực hiện một cú tâng bóng bằng đùi để cho bóng hướng ra phía chính diện khung thành, thì do trái bóng của futsal mặc dù nhỏ nhưng lại nặng và nó là loại bóng không nảy, bởi vậy cho nên là cú nhả bóng bằng đùi của Mạnh Dũng đã không thể nảy tới vị trí trên đà băng xuống của Văn Hiếu. Lâm Tấn Phát. Lượt đi của mùa giải này, Lâm Tấn Phát đã chơi rất hay trong màu áo của Saco. Và đó là lý do mà anh được huấn luyện viên Phạm Minh Giang triệu tập vào đội tuyển để chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại của World Cup. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Tấn Phát đã không thích nghi được cả về mặt thể lực, về mặt lối chơi, nên sau đó anh đáng tiếc đã không thể góp mặt cùng với đội tuyển ở World Cup. Văn Hiếu. Văn Hiếu cũng là một trong những gương mặt mới của đội tuyển Futsal Việt Nam trong thời gian gần đây. Thực tế nói là mới nhưng
anh đã từng được triệu tập lên đội tuyển từ thời của huấn luyện viên Miguel Rodrigo. Một trong những nét đặc thù của futsal đó là phải có sự ăn ý của các thành viên trong một tổ đấu. Và bởi vậy cho nên việc tự nhiên có một nhân vật mới xuất hiện trong một tổ đấu sẽ rất khó để có thể tạo ra được sự ăn ý cùng với nhau. Lâm Tấn Phát, Mạnh Dũng có thể tung ra những cú dứt điểm từ xa nguy hiểm. Văn Hiếu, không có tiếng còi của trọng tài. Văn Hiếu đang nằm đau sau tình huống va chạm với cầu thủ của Myanmar. Sau những phút đầu để cho các cầu thủ Myanmar có phần chơi lấn lướt, thì ở những phút vừa qua, tổ 2 và tổ 3 của đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu tạo dựng được một thế trận chủ động về bên phần sân của các cầu thủ Myanmar. Ở giải năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 cũng như là các nguyên tắc liên quan tới phòng chống dịch bệnh, giải đấu không có được sự cổ vũ một cách nhiệt tình và đông đảo của cổ động viên trên các khán đài của cung thể thao trong nhà Hủa Mặc, nơi có sức chứa tới gần 10.000 chỗ ngồi. Có thể nói là bầu không khí tại cung thể thao trong nhà Hủa Mặc là vắng lặng hơn rất nhiều so với những gì đã diễn ra trong các năm 2017 và 19 tại nhà thi đấu Phú Thọ ở Việt Nam, nơi mà ban tổ chức đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc đảm bảo về công suất chứa bởi sự cuồng nhiệt và sự ủng hộ có thể nói là một cách cực kỳ sôi động, cuồng nhiệt của những người hâm mộ futsal Việt Nam, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quốc Nam, Văn Vũ, cú dứt điểm từ xa của Văn Vũ. Trong 2 năm trở lại đây, theo quan sát của chúng tôi thì Văn Vũ đã có một nét biến đổi tích cực trong phong cách chơi. Anh cầm bóng và thường có những pha đẩy bóng chớm ở khu vực 10m bên phần sân của đối phương thì sẽ tung ra những cú dứt điểm. Văn Vũ có khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Và trên thực tế thì anh đã từng ghi 2 bàn thắng ở giải vô địch futsal Việt Nam năm ngoái bằng những tình huống dứt điểm chân trái. Văn Vũ, Quốc Nam, nửa đầu của hiệp 1 trận tranh hạng 3 giữa Myanmar và Việt Nam đã trôi qua, tỷ số vào lúc này vẫn đang là 0-0. Có thể nói là trong một trận tranh futsal thì 1/4 thời gian thi đấu đầu tiên của trận đấu như thế này chưa có ý nghĩa gì. Nói 1/4 bởi vì mỗi một hiệp đấu của bộ môn futsal thì sẽ có tròn chỉnh là 20 phút thi đấu cho các cầu thủ. Ở mỗi thời điểm khi mà bóng ra ngoài cuộc, tức là bóng ra bên ngoài thảm đấu, thì trọng tài bấm đồng hồ sẽ có nhiệm vụ là dừng đồng hồ để đảm bảo cho các cầu thủ có đủ trọn vẹn là 20 phút. Khá nguy hiểm, bóng đã đập vào mép trong cột rào khung thành sau tình huống dứt điểm vừa rồi của Quốc Nam. Quá đáng tiếc cho cầu thủ Việt Nam. Một tình huống lập bập và chúng ta có thể thấy là thủ môn Kiao Tết Aung cũng đã phải xin lỗi. Xin lỗi các thành viên trong ban huấn luyện và đặc biệt là huấn luyện viên Bunlek Charoenvom. Đó là một pha bóng mà thủ môn của Myanmar đã có phần bị lập bập. Như vậy là theo quan sát của chúng tôi, không phải là thủ môn Kiao Tet Aung đang bắt ở trong khung thành mà đó là thủ môn Joe Pierson. Như vậy là ở trận đấu ngày hôm nay thì huấn luyện viên Bunlek Charoenvom lại sử dụng thủ môn kỳ cựu Joe Pierson chứ không phải là thủ môn Kiao Tet Aung.
Bên phía Việt Nam, thủ môn dự bị của Hồ Văn Ý là Hoàng Anh, cũng là một thành viên của câu lạc bộ Saco. Trên thực tế thì ở giải Futsal vô địch Việt Nam, Hoàng Anh cùng với Hồ Văn Ý trong 5 năm trở lại đây đã luôn luôn là những người cạnh tranh vị trí thủ môn xuất sắc nhất giải. Văn Vũ, pha xử lý bóng rất hay. Tình huống chặn bóng tốt của Châu Đoàn Phát. Vừa rồi là một pha bóng mà Cocolin đã có liên tục hai pha lắc bóng qua người cầu thủ của Việt Nam trước khi thực hiện một cú chuyền bóng hướng tới vị trí cột 2, nơi mà Aouzinou đang di chuyển. Minh Chí, bóng vẫn trong cuộc. Minh Chí, một tình huống chơi bóng rất phá sức. Bóng hơi cận chân Quốc Nam trong tình huống phối hợp vừa rồi. Đây đang là những phút mà các cầu thủ Việt Nam chơi lớn nước hơn, nhưng cần phải hết sức dè chừng với những pha phản công. Sau giải đấu này thì đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ dự kiến có một tuần nghỉ và sau đó quay trở lại tập luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho các trận đấu Futsal Nam. Các đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Indonesia và Malaysia sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để tính đội giành huy chương vàng. Sau giải đấu SEA Games thì các câu lạc bộ sẽ bắt đầu bước vào các trận đấu tại giải vô địch Futsal. Các trận đấu vòng loại sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu đa năng Đà Lạt, Lâm Đồng vào đầu tháng 6. Khá nguy hiểm. Cú dứt điểm chân trái của Thịnh Phát, bóng đã trội qua tay của thủ môn Joe Pisun trước khi đập vào mép ngoài cột dọc khung thành và nảy ra ngoài. Như vậy là đội tuyển Việt Nam đã có 2 lần đưa bóng tìm đến cái cột dọc bên phía tay trái của thủ môn Joe Pisun. Khuôn mặt bồn chồn của huấn luyện viên Phạm Minh Giang. Theo quan sát của chúng tôi thì hai bố con cổ động viên người Việt Nam này đã theo dõi và đồng hành cùng với đội tuyển Futsal Việt Nam của chúng ta từ những ngày đầu tiên khi đội tuyển thi đấu tại cung thể thao trong nhà Hủa Mặc. Thịnh Phát, khi còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thì huấn luyện viên Miguel Rodrigo đã từng đưa ra nhận xét rằng những cầu thủ có hình thể tốt như là Thịnh Phát hay là Cổ Chí Kiệt, nếu như được rèn giũa và có phương pháp huấn luyện một cách chính xác thì họ có đủ tiềm năng để sang chơi bóng Futsal tại châu Âu, chứ không nói là ở châu lục. Thái Huy và Phạm Đức Hòa cũng đã từng có một quãng thời gian sang Tây Ban Nha để thi đấu cho một câu lạc bộ tại giải Futsal Tây Ban Nha. Hai phần ba thời gian của hiệp một đã trôi qua và tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều.
Ở trận đấu tại vòng bảng thì Nhan Gia Hưng là người đã đưa các thủ Việt Nam vươn lên dẫn điểm trước sau pha phối hợp cùng với Thịnh Phát, bàn thắng được ghi ở phút thứ 13. Và các thủ Myanmar có được bàn gỡ hòa ở trong hiệp 2 từ quả xuất phạt trực tiếp của Myo Min Sue. Người đang ngồi ở vị trí đầu tiên bên phía tay phải trong khu kỹ thuật của Myanmar chính là huấn luyện viên cũ của đội tuyển này, ông Hợt Tây Minh. Ông Hợt Tây Minh vào lúc này đang giữ vị trí là trợ lý huấn luyện viên cho ông Bunlek Charoen Vong. Bên phía đội tuyển Việt Nam, trợ lý số 1 của huấn luyện viên Phạm Minh Giang cũng đồng thời là kình địch của huấn luyện viên Phạm Minh Giang ở cấp câu lạc bộ, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh của câu lạc bộ Sahako. Cơ hội phản công 2-1, không được. Pha cản phá tốt của Neo Minh Xuê. Ở trong bộ môn futsal thì có một chi tiết rất đáng chú ý và có thể nói cũng là một chi tiết đáng yêu, đó là khi mà đội bóng của mình ngăn cản được một tình huống tấn công nguy hiểm của đối phương thì các cầu thủ thường có động tác ăn mừng, có thể nói là khá phấn khích, thậm chí có đôi khi là quá khích. Những tình huống đó cũng có thể được coi như là những pha chơi tiểu xảo được phép để gây ức chế với cầu thủ của đối phương. Đường treo bóng hơi mạnh, dứt điểm, không được. Như chúng tôi đã nói, trái bóng trong bộ môn futsal mặc dù có kích thước nhỏ nhưng trọng lượng lại nặng hơn so với trái bóng nảy của sân 7 và sân 11. Và bởi vậy cho nên là nếu như không có lực chân tốt, không có cổ chân được khóa tốt thì sẽ rất khó để thực hiện những cú sút có lực hoặc là những tình huống sút bóng từ những pha truyền bóng sống của đồng đội. Ở mỗi trận đấu futsal như thế này thì các bác sĩ của đội bóng sẽ luôn luôn phải rất bận rộn ở thời điểm 30 phút trước khi mà các cầu thủ bắt đầu bước vào khởi động làm nóng. Nhiệm vụ của họ sẽ là phải quấn và bó chặt cổ chân cho các cầu thủ ở cả hai chân. Đây là Khin Jolin. Không phải là Khin Jolin mà đó là Wai Jinu, cầu thủ ở những trận đấu trước tại vòng bảng thường đeo băng đội trưởng của đội tuyển Myanmar. Trên màn ảnh của các bạn, người ngồi trên cùng phía bên tay trái đó là ông Trần Anh Tú. Ông Trần Anh Tú hiện nay đang là trưởng ban futsal, đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty VPF, công ty điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam. Ở lĩnh vực futsal thì ông Trần Anh Tú được biết đến là một ông bầu mát tay đối với futsal Việt Nam. Và có thể nói đối với futsal Việt Nam thì nói không hoa, người ta có thể dựng tượng đối với ông bởi vì những sự đóng góp rất lớn, cả về mặt âm thầm cũng như là về mặt chính danh của ông Trần Anh Tú cho sự phát triển của futsal tại Việt Nam. Lâm Tấn Phát, Văn Hiếu, Hồng Linh Hùng. Mạnh Dũng. Như vậy là trọng tài xác định đã có pha phạm lỗi của ông Jinu với Lâm Tấn Phát.
Rất có thể là Mạnh Dũng sẽ thực hiện một cú chuyền ngang để cho Khổng Minh Hùng thực hiện một cú tap bóng bằng lòng trong chân phải. Đây là một điểm mạnh trong lối chơi của Khổng Minh Hùng. Đường chuyền ngang! Vẫn là một tình huống phòng ngự tốt của các cầu thủ Myanmar. Đó là pha cản phá của He Min Sue. Có vẻ như là bước vào trận đấu này và thậm chí là trước khi bước vào giải đấu này thì ban huấn luyện của Myanmar đã có sự nghiên cứu rất kỹ bằng ghi hình về các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Họ có vẻ như có những giải pháp phòng ngự rất hữu hiệu trước những tình huống tổ chức tấn công của đội tuyển Việt Nam. Ở giải đấu này, theo nhận xét của chúng tôi, không biết là có phải do có sự chuẩn bị về thời gian tập huấn tập trung, đội tuyển Myanmar không chỉ có sự tiến bộ về lối chơi mà quan trọng là nền tảng thể lực của họ cũng được đảm bảo xuyên suốt từ đầu cho tới cuối giải này. Miêu Minh Duy đường chuyền, không phải là một pha chuyền bóng ở dọc biên trái mà thay vào đó là một cú đẩy bóng, nhưng có điều là hơi mạnh của Miêu Minh Duy dọc biên phải cho đồng đội Chan Tha của mình băng lên. Văn Hiếu, Khổng Đình Hùng, có thể nói là khi bước ra khu vực như thế này và ở một tầm cao hơn là bước ra châu lục và đỉnh cao là ở World Cup thì chúng ta mới thấy lối chơi dựa vào cá nhân để thực hiện những pha đột phá sẽ rất khó để có thể phát huy trong những trận đấu tại trường quốc tế, mà thay vào đó cần phải dựa vào lối chơi chuyền ban và những tình huống di chuyển. Yếu tố hình thể cũng là một yếu tố sẽ phát huy và đóng vai trò quan trọng trong bộ môn futsal, khi mà các cầu thủ thi đấu trong môi trường yếm khí, thi đấu với cường độ cao, nhịp điệu nhanh. Chỉ cần 3-4 tình huống va chạm với cầu thủ của đối phương thì thể lực của chúng ta sẽ bị bào mòn và xuống sức càng ngày càng rõ rệt. Nếu như các cầu thủ không có độ dày cơm, nếu như các cầu thủ không có được sự ăn ý trong những tình huống điều phối bóng, buộc đối thủ phải chạy theo bóng, sẽ rất khó để cho các cầu thủ của chúng ta có thể tạo ra được sự lấn lướt và từ đó mở ra những cơ hội để ghi bàn. Ngay từ trong giai đoạn vòng loại của World Cup và sau này là khi tới vòng chung kết của World Cup, huấn luyện viên Phạm Minh Giang cũng đã rất nhiều lần chia sẻ với chúng tôi rằng một trong những yếu tố khiến cho ông cực kỳ đau đầu đó là khi phải đối mặt với những pivot to cao của đội bóng đối phương. Nhê Minh Xuê, pha trả bóng của Chan Tha, Miêu Minh Xuê. Cũng giống như là bạn bè quốc tế, khi phải đọc tên đội hình của đội tuyển Việt Nam có rất nhiều cầu thủ mang họ Nguyễn. Trong đội hình của các thủ Myanmar vào lúc này có khá nhiều cầu thủ mang tên Minh Xuê. Đó là Miêu Minh Xuê, Hên Minh Xuê, Nêu Minh Xuê, Thên Minh Xuê. Vừa có pha phạm lỗi của Trần Văn Vũ. Ở tình huống vừa rồi, Trần Văn Vũ đã hơi thất thế. Anh băng lên chậm một nửa nhịp. Và khi mà không thể chặn được cầu thủ của đối phương thì cái tay của Trần Văn Vũ đã vuốt nhẹ qua má của cầu thủ đối phương. Một thẻ vàng đã được dành cho đội trưởng của đội tuyển futsal Việt Nam. Đứng trước bóng vào lúc này là Wajinu. Đường chuyền đáy biên. Pha chuyền bóng để cho đồng đội dứt điểm. Đó là pha dứt điểm của Nê Minh Xuê.
Cho đến thời điểm này thì các cầu thủ Myanmar mới chỉ có một tình huống dứt điểm trúng đích. Trong khi đó thì đội tuyển Việt Nam đã có hai tình huống đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành từ những pha dứt điểm của Quốc Nam và Thịnh Phát. Thủ môn Joe Pearson ở vào thời điểm này đã không còn có chiếc vòng tram may mắn ở trên cổ nữa. Không biết là trong những phút thi đấu còn lại này, thần may mắn có còn ủng hộ thủ môn Joe Pinse nữa không? Sau khi phát hiện Joe Pinse có một chiếc vòng may mắn đeo ở trên cổ, thì trọng tài đã yêu cầu thủ môn của đội tuyển Myanmar phải tháo ra. Văn Vũ dứt điểm được. Một trong những điểm hạn chế của đội tuyển Futsal Việt Nam và ở cấp câu lạc bộ nói chung đó là khả năng dứt điểm. Về mặt lối chơi thì các cầu thủ Futsal Việt Nam cũng đã tạo ra được nhiều cơ hội trong mỗi một trận đấu, nhưng khả năng dứt điểm của đội tuyển Futsal Việt Nam và ở cấp câu lạc bộ vẫn còn bị hạn chế rất nhiều. Đây là một trong những kỹ năng mà có thể nói là trong những năm gần đây khi theo dõi các mùa giải Futsal được tổ chức ở Việt Nam, chúng tôi đã nhận thấy đây là một điểm yếu có thể bị coi là cố hữu. Và như chúng tôi đã nói, ở giải đấu lần này, với việc đội tuyển Futsal Việt Nam chỉ đăng ký có hai cầu thủ chơi ở vị trí pivot là Minh Chí cùng với Thịnh Phát, hiệu suất của Minh Chí trong những mùa gần đây đã suy giảm. Bởi vậy cho nên chúng ta đang buộc phải dựa vào khả năng ghi bàn của pivot Thịnh Phát, một cầu thủ còn non kinh nghiệm. Thái Huy. Minh Chí. Ở trận đấu gặp các cầu thủ Thái Lan ở trận tranh bán kết, Minh Chí đã có một pha ghi bàn điệu nghệ bằng một cú đánh gót. Bóng vẫn trong cuộc. Quyền đá biên thuộc về các cầu thủ Việt Nam. Thái Huy, Nhan Gia Hưng, pha dứt điểm khá bất ngờ của Đức Hòa. Chúng ta cần có thêm những tình huống dứt điểm từ xa như vậy khi mà đối thủ đang phòng ngự với số đông và chơi khá sâu ở trong khu vực 10m. Như chúng tôi đã nói thì ở giải đấu này dường như đội tuyển Futsal Việt Nam của chúng ta chưa có được sự chuẩn bị tốt về mặt thể lực. Cả trạng thái thi đấu cũng như là phong độ đều không đạt được tầm cỡ đã từng thể hiện ở World Cup. Bởi vậy cho nên chúng ta cần có những tình huống dứt điểm từ xa để tạo ra được sự đột biến. Và như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp 1 trận tranh hạng 3 giữa đội tuyển Myanmar và Việt Nam. Hai đội tạm thời rời sân cùng tỷ số hòa không đều. Bây giờ chúng ta cũng tạm nghỉ ít phút trước khi trở lại với những diễn biến của hiệp 2, hứa hẹn sẽ có bàn thắng.
Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với cung thể thao trong nhà Hủa Mặc ở thủ đô Bangkok của Thái Lan để chuẩn bị theo dõi hiệp 2 trận tranh hạng 3 giải Futsal vô địch Đông Nam Á 2022 giữa đội tuyển Myanmar và Việt Nam. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với tỷ số hòa không đều. Một hiệp đấu mà cao thủ Việt Nam đã có 2 lần đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành của cao thủ Myanmar. Nhưng có thể nói là có lẽ nhờ chiếc vòng may mắn ở trên cổ nên thủ thành Jae Pison bên phía cao thủ Myanmar ở trong hiệp 1 đã không phải nhận một bàn thua nào. Sau khi phát hiện ra thủ môn của đội Myanmar vẫn đeo chiếc vòng may mắn ở trên cổ thì trọng tài đã yêu cầu thủ môn này phải cởi ra và đưa cho một thành viên trong ban huấn luyện của đội tuyển Myanmar cầm giữ. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này thì các cầu thủ Myanmar trong trang phục thi đấu màu trắng bảo vệ thành bên phía tay phải, đội tuyển Việt Nam trong trang phục thi đấu màu đỏ bảo vệ thành bên phía tay trái. Pha phản công của Myanmar. Như vậy là ở những phút đầu tiên của hiệp 2 này thì đội tuyển Việt Nam đang xuất phát với tổ 2 chứ không phải là tổ 1 gồm có Văn Vũ, Quốc Nam, Châu Đoàn Phát và Minh Trí. Tổ 2 cũng là tổ đấu có thể nói là được đánh giá chơi tốt nhất, tạo được sự đột biến và có được một nền tảng thể lực ổn định nhất trong các trận đấu xuyên suốt từ đầu giải cho tới giờ của đội tuyển Việt Nam. Chan Tha, Nê Minh Xuê, không có lỗi, Thái Huy, Thịnh Phát chân trái được, dứt điểm tiếp. Quả đá góc dành cho cao thủ Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại. Thịnh Phát sở hữu những cú dứt điểm bằng chân trái rất uy lực. Tính đến thời điểm này thì Thịnh Phát đã có 4 bàn thắng cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải năm nay đang là cầu thủ Mohammad Omamunsa của đội tuyển Thái Lan. Osama Munsa cho đến thời điểm này đã ghi được 10 bàn thắng cho đội tuyển Futsal Thái Lan. Và đứng ở vị trí thứ nhì là Ariansia Phiepman với 8 bàn. Pivo số 1 của đội tuyển Indonesia là Sumilena đứng ở vị trí thứ 3 với 7 bàn. Đức Hòa. Trong tình huống vừa rồi, Đức Hòa đã không có được một không gian để tăng tốc. Lối chơi sở trường của Đức Hòa là những pha bám biên trái và sau đó sộc thẳng xuống đáy biên trước khi thực hiện một cú căng ngang vào trong cho đồng đội của mình di chuyển và đệm bóng ở cột 2. Thịnh Phát, cự ly là quá xa để có thể tung ra một cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Jae Pison. Mạnh Dũng, Thái Huy. Như vậy là đang có những sự xáo trộn không chỉ là về tổ đấu mà còn có cả sự xáo trộn về nhân sự trong tổ đấu. Ở vị trí phi sô của tổ đấu bên phía Việt Nam vào lúc này không phải là Nhan Gia Hưng mà là Mạnh Dũng. Ở giải đấu lần này như chúng tôi đã phân tích và nhận xét, Quốc Nam không có được thể lực tốt. Và trên thực tế thì trong những năm gần đây, lối chơi của Quốc Nam đã không còn có những tình huống đột phá và đi bóng lắt léo dọc bên phải nữa. Trong khi đó thì Thái Huy dường như là vẫn đang bị ảnh hưởng bởi chấn thương ở đầu gối. Mặc dù đã nghỉ suốt một năm vừa qua, nhưng Thái Huy vẫn chưa trở lại được với thời kỳ đỉnh cao phong độ khi mà anh có những pha bám biên phải
rồi sau đó ngoặt ngược vào trong trung lộ để đưa bóng về cái chân thuận của mình là chân trái và tung ra những cú dứt điểm, những cú sút vào đầu mũi chân, bóng đi lắc hoặc là cắm vào góc cao khung thành của đối phương. Thái Huy và phối hợp thoát pressing tốt của các cầu thủ Việt Nam. Đức Hòa, Thịnh Phát, đây là trận đấu không chỉ là đấu sức đấu tài mà cả hai đội đều cũng phải có sự cân não. Sau World Cup 2016 thì đội tuyển Việt Nam cũng đã từng có những thời điểm trải qua giai đoạn thi đấu không thành công và không giành được quyền tham dự AFC Asian Cup, khi đó còn được gọi là AFC Futsal Championship. Nhưng bắt đầu từ năm 2022 thì cái tên AFC Futsal Championship đã được đổi thành AFC Futsal Asian Cup. Ở khu vực Đông Nam Á như chúng tôi đã giới thiệu thì tính đến thời điểm này đã xác định được hai đội giành quyền tham dự, đó là hai đội vào chơi ở trận chung kết, Indonesia và Thái Lan. Tấm vé còn lại thuộc về đội thắng trong cặp đấu giữa Myanmar và Việt Nam. Ở các khu vực khác ngoài đội Kuwait là đội chủ nhà và nghiễm nhiên có suất tham dự, khu vực Tây Á có sự hiện diện của Liban, Bahrain, Iraq, Ả Rập Xê Út. Và ngoài ra thì có Oman nữa. Ở các khu vực khác như là khu vực Đông Á hoặc là Nam và Trung Á thì vẫn còn chưa xác định. Tổ 1 của đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1 lúc này đã được chuyển xuống thành tổ 2. Cú sút rất căng của Châu Đoàn Phát. Có thể nói là khi thi đấu xa xứ như thế này thì người ta mới thấy quý sự hiện diện của một lá cờ đỏ sao vàng trên khán đài của nhà thi đấu hoặc là sân vận động. Tuy nhiên có thể nói là vào lúc này nếu như đội tuyển Việt Nam mà có sang thi đấu ở kể cả là ở châu Phi thì có lẽ là chúng ta vẫn nhận được sự cổ vũ của cổ động viên Việt Nam, nơi mà những thanh niên Việt Nam lúc này đang lặng lẽ âm thầm giúp người dân châu Phi, thậm chí là mang cả lúa giống sang để hy vọng là người dân châu Phi có thể trồng được lúa và từ đó cải thiện tình trạng đói khát về mặt lương thực của người dân châu Phi. Văn Vũ. Đội tuyển Việt Nam cố gắng xoay nhưng vẫn chưa thể thoát được pressing của các cầu thủ Myanmar, những người mà xét về mặt thể lực thì có một chút nhỉnh hơn về khả năng di chuyển và vận động. Văn Vũ. Châu Đoàn Phát cũng ở một tình huống như thế này, cầm bóng dọc biên trái. Châu Đoàn Phát đã có một pha bất ngờ tăng tốc vượt qua đối thủ trước khi chích đầu mũi giày và ghi bàn thắng duy nhất để giúp cho đội tuyển Việt Nam giành tấm vé tham dự World Cup. Minh Chí xoay người dứt điểm, không được, chậm mất rồi. Pha phản công dành cho các thủ Myanmar, lỗi rồi. Không, không có tiếng còi của trọng tài, trọng tài không thổi phạt Châu Đoàn Phát. Quốc Nam chân trái, không vào. Bóng đã hơi đập vào ống đồng cầu thủ của Myanmar sau tình huống dứt điểm của Lê Quốc Nam. Nếu so với những gì mà chúng ta đã thể hiện
trong trận đấu mà đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng một cách dễ dàng trước các cầu thủ Myanmar với tỷ số 7-3 ở trận tranh hạng 3 vào năm 2019, thì chúng ta mới có thể thấy được sự tiến bộ của Myanmar ở giải đấu lần này là như thế nào, và tài năng của huấn luyện viên Bunlak Charoenvong đã được thể hiện một cách rõ nét ra làm sao. Hồng Đình Hùng đường chuyền đã có một chút giật mình của Văn Hiếu. Về mặt lý thuyết thì với những pha chuyền bóng chéo sân như vừa rồi và một tình huống đứng đón bóng ở vị trí cột 2 thì thông thường đó sẽ là một pha táp bóng bằng lòng trong chân phải. Có thể thấy là khuôn mặt của huấn luyện viên Phạm Minh Giang đang căng ra cùng với tâm trạng của ông vào lúc này, rất lo lắng và hồi hộp phập phồng. Những gì mà cao thủ Việt Nam thể hiện cho đến thời điểm này khó có thể nói là một màn trình diễn thuyết phục. Văn Hiếu, Khổng Đình Hùng, Nhan Gia Hưng, Nhan Gia Hưng không được. Khả năng đeo bám của cầu thủ Myanmar vẫn được duy trì một cách rất ổn định. Với những gì mà chúng ta đã thể hiện như thế này, rất có thể là phải chờ tới khoảng thời gian nửa cuối của hiệp 2 thì khi đó bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của sự xuống sức. Những cơ hội và những tình huống chơi bóng nguy hiểm hơn, thuyết phục hơn và khả năng ghi bàn mới sẽ bắt đầu xuất hiện một cách liên tục. Chan Tha. Và chuyển bóng như ném đá vào chân đồng đội. Nhan Gia Hưng, Văn Hiếu, Lâm Tấn Phát. Việc điều chuyển Mạnh Dũng lên chơi ở tổ 2 và trên thực tế là tổ 1 để xuất phát ngay từ đầu ở trong hiệp 2 của trận đấu này có lẽ cũng là một yếu tố để đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Xét về mặt phòng ngự, Nhan Gia Hưng khó có thể có được hình thể cũng như là sức mạnh càn lướt so với Mạnh Dũng. Và vì vậy cho nên kéo Nhan Gia Hưng về thi đấu ở tổ 3 thì sẽ cân bằng hơn khi mà có Khổng Đình Hùng, một phi sô có sức mạnh có thể nói là tuyệt đối vào thời điểm này ở đội tuyển Việt Nam. Khổng Đình Hùng không chỉ có kinh nghiệm thi đấu mà anh còn có thể lực cực kỳ sung mãn và rất mạnh trong những tình huống tranh chấp tay đôi cũng như là những pha dứt điểm từ những quả đá phạt trực tiếp. Miêu Thét Ông. Vừa có va chạm giữa Văn Hiếu cùng với Miêu Minh Xuê. Trong 3 năm trở lại đây thì Văn Hiếu đã có sự trưởng thành có thể nói là rất rõ rệt. Phong cách chơi bóng của anh cũng đã được rèn rũa và trau chuốt hơn. Nó không chỉ đơn giản là những tình huống bứt tốc độ rồi dứt điểm từ xa theo phong cách phần nào đó giống với bóng đá này, mà đã có những tình huống chịu khó di chuyển, phối hợp, thậm chí là kể cả những pha nhảy múa trong vòng vây của cầu thủ đối phương trong không gian hẹp, xoay người dứt điểm bằng cả hai chân. Nhan Gia Hưng, Khổng Đình Hùng vẫn kịp. Nhan Gia Hưng vừa rồi đã không đảm bảo về mặt tốc độ để đón đường cầu bóng bổng của Lâm Tấn Phát. Xét về mặt lối chơi, trong khi tổ 1 và tổ 2 của đội tuyển Việt Nam có xu hướng chơi bóng rất giống dấu ấn của huấn luyện viên Phạm Minh Giang, nghĩa là chuyền, di chuyển,
chơi bóng ở cự ly ngắn thì tổ ba này lại có một phong cách có thể nói là rất giống với những nét áp dụng về mặt chiến thuật của các huấn luyện viên Thái Lan, với những tình huống chuyền bóng chắc ở bên phần sân nhà và sau đó bất ngờ một đường treo bóng bổng xuống đáy biên của đối phương để cho các đồng đội di chuyển dọc biên rồi trả bóng ngang ở cột 2 hoặc là nhả ngược về tuyến 2 để cho các ala băng lên dứt điểm. Lối chơi này cũng có thể nói là rất phù hợp khi mà trong đội hình của tổ 3 không có một pivot rõ ràng. Đường chuyền nguy hiểm, một pha cứu thua tốt của Van Ý, một pha phản công sắc bén của các cầu thủ Myanmar. Chúng ta cùng xem lại cơ hội đã dành cho các cầu thủ Myanmar, cơ hội ghi bàn đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu này, và đó là pha đệm bóng của Thinphet Aung. Dứt điểm vào! Đó lại là Thịnh Phát! Xin được chúc mừng Nguyễn Thịnh Phát, chàng trai 22 tuổi, học trò cưng của huấn luyện viên Phạm Minh Giang từ thời còn thi đấu ở câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Xin được chúc mừng đội tuyển Việt Nam lại một lần nữa. Chúng ta vừa lên dẫn điểm trước. Một pha xử lý có thể nói là đậm chất phút sàn của Thịnh Phát. Cài người, làm tường, gẩy bóng và sau đó là một pha tì vào Wajinu để làm trụ và sau đó tung người lên dứt điểm nhẹ nhàng thôi, chứ không phải là một pha dứt điểm chân trái uy lực như thường thấy. Tỷ số là 1 không nghiêng về các cầu thủ Việt Nam. Như chúng tôi đã nói, phải chờ tới khoảng thời gian nửa sau của hiệp 2 thì khi đó có những sự xuống sức. Lúc bấy giờ thì những cơ hội và những tình huống mắc sai lầm của đối phương mới mở ra những cơ hội để ghi bàn thắng nhiều hơn. Vừa rồi là một tình huống mà Thịnh Phát đã chơi quá hay. Một khoảnh khắc thăng hoa của cả Hồ Văn Ý cũng như là Thịnh Phát. Một pha phát động tấn công tốt bằng tay. Một tình huống chơi bóng có thể nói là rất tinh quái của Thịnh Phát. Anh cài người và tì vào Wajinu để làm trụ. Gẩy bóng bằng chân trái để cho bóng nảy lên và sau đó là một tình huống tung người và đệm bóng nhẹ. Đây là pha bóng mà thủ thành Jae Pinson bên phía các cầu thủ Myanmar đã hoàn toàn bị khuất tầm quan sát. Trước đó thì chúng tôi cũng đã đưa ra nhận xét rằng là ở giải này chỉ có hai gương mặt trẻ của đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt, đó là Nhan Gia Hưng cùng với Thịnh Phát. Và trên thực tế thì Thịnh Phát ngày hôm nay với việc nâng số bàn thắng ghi được của mình lên 5 bàn cho đội tuyển Việt Nam, anh đã chứng minh cho nhận định của chúng tôi. Vừa có một tình huống cứu thua tốt của Hồ Văn Ý. Và lần này là một pha bắt bóng rất gọn của Hồ Văn Ý. Quả bóng vàng phút sàn của Việt Nam năm 2021. Trên thực tế thì ở mùa giải này, có thể nói việc Hồ Văn Ý giành danh hiệu quả bóng vàng Futsal là quá thuyết phục. Không có một ứng cử viên nào có khả năng cạnh tranh với anh ở góc độ câu lạc bộ cũng như là ở cấp độ đội tuyển. Nếu như ở những mùa giải trước còn có thể có những sự tranh cãi, vẫn còn có những sự tiếc nuối với nhân vật A, nhân vật B và nhân vật C, nhưng ở năm 2021 có thể nói là Hồ Văn Ý là một nhân vật vô đối, ao trình so với các đồng nghiệp còn lại.
quá tuyệt vời. Như vậy là lần thứ hai chạm trán với các thủ Myanmar ở giải đấu năm nay, đội tuyển Việt Nam một lần nữa, mặc dù là chật vật, mặc dù là khó khăn, nhưng chúng ta đã làm được cái điều cần phải làm, đó là có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước. Và đây sẽ là điểm tựa về mặt tinh thần, là động lực, là đòn bẩy để cho các cầu thủ tiếp tục thi đấu những phút còn lại. Có lẽ là trong những phút tới sẽ có những thời điểm đội tuyển Myanmar sẽ chuyển qua đá power play, sẽ có những cơ hội để dứt điểm về khung thành trống, sẽ có những cơ hội để tổ chức phản công, sẽ có những cơ hội để cho chúng ta ghi thêm không chỉ là một mà là 2-3 bàn thắng nữa. Về mặt lý thuyết, 9 phút là một khoảng thời gian có thể nói là dài răng rặc đối với cả hai đội bóng. Cách biệt 1-0 vào lúc này là một cách biệt quá mong manh trong phút sàn. Chân trái, Minh Trí, quát bóng, hỗn loạn, Minh Trí nhả ra, không được. Quả đá biên dành cho cao thủ Việt Nam. Châu Đoàn Phát, Lê Quốc Nam, tình huống 3-2, pha lùi về rất tốt của Lê Quốc Nam, khá nguy hiểm. Bóng đã đập vào chân của Quốc Nam đi đổi hướng. Hồ Văn Ý có một chút giật mình nhưng phản xạ của Hồ Văn Ý vẫn rất tốt. Không chỉ cả Quốc Nam mà có cả cái tình huống pha bóng không dứt khoát của Châu Đoàn Phát nữa. Theo chúng tôi đánh giá cho đến thời điểm này thì Hồ Văn Ý không chỉ là 50% sức mạnh của đội tuyển Futsal Việt Nam mà có thể coi thậm chí là lên tới 60 và 70% sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Vừa rồi là một pha chơi bóng rất bài bản của đội tuyển Futsal Việt Nam. Bóng được nhả ra để cho đồng đội dâng lên. Tưởng như là sẽ có một cú dứt điểm, nhưng thực chất nó lại là một pha chuyền bóng cột hai cho đồng đội. Nhờ Minh Xuê, Miêu Minh Xuê, Thiều Phét Aung. Xét ở khả năng phòng ngự khu vực 10m và khu vực 6m thì đội tuyển Việt Nam vào lúc này vẫn đang duy trì sự kỷ luật và có bọc lót. Nhưng sự nguy hiểm trong những tình huống chơi bóng của các thủ Myanmar lại xuất phát từ những pha lên bóng của các thủ Việt Nam và để mất bóng ở chớm bên phần sân của đối phương, và khi đó thì với nền tảng thể lực sung mãn, thậm chí là có phần nhanh hơn so với các thủ Việt Nam, các thủ Myanmar đã liên tục có những tình huống tổ chức phản công có thể nói là rất sắc bén sang bên phần sân của đội tuyển Việt Nam. Minh Trí lỗi rồi,
nhưng không có thẻ thì hơi đáng tiếc, bởi đó là một cơ hội để cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thể tổ chức một đợt phản công. Thời gian thi đấu còn 1/3 của hiệp 2 nữa thôi. Không biết là khi nào thì Myanmar sẽ chuyển qua đá power play. Ở vòng bảng, trong trận đấu cuối cùng gặp các thủ Timor-Leste, Myanmar đã chuyển qua đá power play ngay từ những phút đầu tiên, và họ sớm ghi được 5 bàn thắng vào lưới của đối thủ và qua đó hoàn thành mục tiêu là đứng đầu bảng. Miêu Minh Xuê, Chan Tha đá biên cho cao thủ Việt Nam. Colin, Miêu Minh Xuê, đường truyền sửa lưng đối với Chan Tha. Minh Chí, Minh Chí đã cố gắng cài người đối với Miêu Minh Xuê, nhưng ở tình huống vừa rồi thì có thể thấy về mặt hình thể Minh Chí đã không thể cài người và tì đè tốt như cách mà Thịnh Phát đã làm với cầu thủ của đối phương. Châu Đoàn Phát, Nhan Gia Hưng, thẻ vàng vừa được rút ra dành cho Hao Jin-lun bên phía các cầu thủ Myanmar. Miêu Minh Xuê, ở những phút vừa qua huấn luyện viên Charo Yên Vông của Myanmar đang chỉ sử dụng có 2 thủ đấu, trong khi đó huấn luyện viên Phạm Minh Giang vẫn đang luân phiên sử dụng đủ 3 thủ đấu. Tình huống cản người không bóng của Nhan Gia Hưng.
Có lẽ là chỉ khi thời gian chỉ còn khoảng chừng 2 phút, lúc đó Myanmar mới chuyển qua đá power play. Chantha. Phá đi bóng và hướng phát triển bóng là không tốt. Cơ hội 3-1. Đức chuyền sửa lưng, giả bóng không được, pha chuyền bóng cuối cùng của Đức Hòa lại không được hợp lý. Rõ ràng ở tình huống vừa rồi thì anh đã chuyền sửa lưng với đồng đội của mình. Một cơ hội 3-1 quá rõ ràng để chúng ta có thêm bàn thắng nữa và nới rộng khoảng cách một cách an toàn. Quá đáng tiếc cho cầu thủ Việt Nam. Đây là một trong những yếu tố mà khiến cho người ta luôn luôn phải đánh giá cao Minh Chí. Xử lý bóng rất nhanh và đủ độ bất ngờ cũng như là đảm bảo uy lực. Mặc dù bóng cận chân và cũng không có nhiều không gian để lấy đà, nhưng cú sút bằng chân trái của Minh Chí vẫn đủ độ hiểm hóc và có đủ uy lực để khiến cho thủ thành JP Son bên phía cao thủ Myanmar phải vất vả. Châu Đoàn Phát, Quốc Nam. Một loạt các vị trí trong các tổ đấu và lúc này đang được huấn luyện viên Phạm Minh Giang xáo trộn. Quốc Nam, Châu Đoàn Phát, Văn Hiếu. Và treo bóng hơi mạnh của Châu Đoàn Phát. Quốc Nam đang có dấu hiệu bị chuột rút. Ala của đội tuyển Việt Nam năm nay 28 tuổi. Ở thời kỳ đỉnh cao thì Quốc Nam cùng với Xuân Du luôn là những sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí Ala dưới thời của huấn luyện viên Bruno Garcia, sau này là Nguyễn Bảo Quân hay là Miguel Rodrigo. Trong những năm gần đây thì Xuân Du đã không còn duy trì được phong độ do bị ảnh hưởng bởi chấn thương và tuổi tác. Đôi cánh thiên thần của đội tuyển Futsal Việt Nam đã không còn được giữ lại nữa. Và Quốc Nam thì trong những năm gần đây cũng đã không còn duy trì được lối chơi bùng nổ của mình. Có thể thấy là khi không còn chiếc vòng may mắn ở trên cổ, thủ thành JP Son đã không thể giữ sạch được mảnh lưới của mình. Rất nguy hiểm. Cú sút của Wajinu. Và có một khoảng trống. Có thể nói là một khoảng trống rất rộng để cho Wajinu tung ra một cú sút nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Hồ Văn Ý. Đường chuyền cột hai và chuyền bóng hỏng của Minh Chí. Như vậy là ban huấn luyện của đội tuyển Myanmar sẽ chuẩn bị đá power play. Ông Charen Vâm vừa xin hội ý một phút. Khoảng thời gian còn lại của hiệp hai này không còn nhiều nữa và đây sẽ là lúc mà cao thủ Myanmar buộc phải chơi power play thôi. Ông Charoen Vong đưa ra những chỉ đạo bằng tiếng Thái. Ông ở Tây Minh chuyển dịch ngôn ngữ sang tiếng Myanmar. Thành phần của đội tuyển Myanmar tham dự giải lần này không có gì thay đổi so với đội hình cách đây 2 mùa khi giải được tổ chức tại Việt Nam ở nhà thi đấu Phú Thọ. Trong những năm qua thì đội tuyển Futsal Việt Nam đã có một loạt những sự bổ sung và cùng với đó là những sự ra đi. Ví dụ như ở vị trí thủ môn, những Nguyễn Văn Huy hay là Ngô Đình Thuận hay là Châu Thạch Khánh Cường
đã không còn hiện diện ở đội tuyển nữa. Ở các vị trí khác, những cầu thủ như là Danh Phát, Cổ Chí Kiệt, Ngọc Sơn, Văn Toàn, Văn Định đều đã không còn có mặt. Đúng như chúng tôi đã dự đoán và phân tích, lúc này cao thủ Myanmar chuyển qua đá power play trong khoảng thời gian 2 phút rưỡi còn lại. Nee Min Swe là người đang mặc áo thủ môn. Và đây là lúc mà chúng ta có thể chơi pressing tầm cao. Mắc sai lầm rồi. Đã có tình huống phạm lỗi của Đức Hòa. Tình huống phạm lỗi khá rõ của Đức Hòa. Nee Min Swe. Chiến thuật power play là chiến thuật giúp cho đội bóng sử dụng lối chơi này có 5 cầu để truyền ban và mở rộng không gian chơi bóng. Đặc biệt là những tình huống bóng được đưa xuống đáy biên, có thể dứt điểm được, có thể truyền cột 2. Nhưng nó được gọi là con dao hai lưỡi cũng vì lý do. Đó là nếu như không có kỹ thuật, không có sự ăn ý, không có sự gắn kết, không có sự chính xác, không có sự nhịp nhàng, thì khi đó khung thành của đội nhà đã hoàn toàn bỏ trống ở phía sau lưng. Nó hoàn toàn chờ đợi những tình huống câu bóng bổng từ sâu bên phần sân của đối phương và mở ra những bàn thắng cho đối thủ. Đội tuyển Việt Nam đang chủ động pressing tầm cao để hạn chế những tình huống chơi power play của các thủ Myanmar. Trong chiến thuật phòng chống power play thì các huấn luyện viên bao giờ cũng sẽ phải sử dụng một tổ đấu có sự chắc chắn về tư duy phòng ngự, có nền tảng thể lực và đồng thời còn có sự ăn ý trong những tình huống di chuyển. Hình thái phòng ngự cũng phải luôn luôn được đảm bảo, khả năng di chuyển một cách hợp lý. Lúc này thì hạn chế của đội tuyển Việt Nam là chúng ta đã phạm 5 lỗi tổng hợp. Và bắt đầu từ lỗi tổng hợp thứ 6 thì đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với những quả đá phạt trực tiếp không hàng rào ở cự ly 10m, còn được gọi là penalty 10m. Và điều đó sẽ hạn chế những tình huống đấu tay đôi của các thủ Việt Nam. Chỉ còn có 1 phút thi đấu nữa thôi. Nhưng như người ta vẫn thường nói là trong môn plank hay là trong môn futsal, chỉ có chơi thì người ta mới biết được rằng là giá trị 1 phút này nó có ý nghĩa như thế nào. Wajinu, Nee Min Swe, Wajinu, Nee Min Swe, đường truyền đáy biên. Như vậy là đã có bàn gỡ hòa cho các cầu thủ Myanmar. Người ghi bàn là Khin Jolin. Chúng tôi vừa mới cảnh báo về những tình huống và sự nguy hiểm của những pha đưa bóng xuống đáy biên là như thế nào. Khin Jolin đã có một tình huống đón bóng ở đáy biên và đệm bóng bằng lòng trong chân phải với một tình huống dứt điểm có thể nói là rất đơn giản. Nhưng power play là như vậy đó. Chỉ còn có 1 phút thôi. Chỉ có 1 phút thôi. Và như chúng tôi đã nói, trong power play và trong môn futsal thì 1 phút này là ý nghĩa như thế nào? Bàn thắng đến chỉ trong có tích tắc thôi. Nếu như hai đội hòa thì sẽ phải bước vào loạt đá luân lưu, mỗi đội đá 3 quả. Quá căng thẳng. Lần thứ hai kịch bản của những cuộc đối đầu giữa đội tuyển Myanmar và Việt Nam lại lặp lại. Ở lượt đi chúng ta dẫn trước với tỷ số 1-0 và sau đó bị gỡ hòa. Bây giờ cũng như vậy, chúng ta dẫn trước 1-0, bỏ lỡ những cơ hội để nâng tỷ số lên và đối thủ chơi power play gỡ hòa 1-1. Còn có 8 giây thôi.
Như vậy là huấn luyện viên Phạm Minh Giang xin hội ý. Liệu chúng ta có mạo hiểm chơi power play trong khoảng thời gian 7 giây cuối cùng này hay không? Có lẽ là không. Có lẽ là không. Chỉ có 7 giây thôi. Và không có gì đảm bảo với phong độ, trạng thái thi đấu, thể lực của chúng ta ở vào thời điểm này, chúng ta sẽ chơi power play trong khoảng 7 giây còn lại. Quá tiếc. Quá đáng tiếc cho đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Giang. Chỉ một tích tắc thôi, bóng được đưa xuống đáy biên và Kim Jolin đã có một pha đệm bóng có thể nói là giá trị nhất trong sự nghiệp thi đấu của anh. Có thể nhận thấy rất rõ, không chỉ có ban huấn luyện, cầu thủ của hai đội bóng, chúng tôi mà kể cả các cổ động viên đang có mặt trên các khán đài của cung thể thao trong nhà Hủa Mặc cũng đang cực kỳ phập phồng và rất là phấn khích, ở cả trạng thái là lo âu, hồi hộp những tình huống di chuyển. Dứt điểm không được, không có cơ hội để tung ra một cú dứt điểm chân trái của Thịnh Phát. Đường truyền của Văn Vũ vừa rồi đã hơi chớm sâu. Như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc 40 phút thi đấu trận tranh hạng 3 giữa hai đội tuyển Myanmar và Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam đã có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước với pha ghi bàn của Thịnh Phát. Và Kim Jolin đã gỡ hòa trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi còn lại, sau khi các cầu thủ Myanmar chuyển qua đá power play, điều mà chúng tôi đã rất lo ngại và đưa ra dự đoán từ trước. Sau đây thì hai đội sẽ bước vào loạt đá luân lưu 3 quả. Ông ở Tây Minh, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Futsal Myanmar, đã có những sự chia sẻ động viên đối với đội trưởng Miu Min Suê của đội tuyển Myanmar trong trận đấu này. Bây giờ thì chúng ta chờ xem những ai sẽ là những người nhận trọng trách sút các quả penalty 6m trong loạt đá luân lưu tới đây của đội tuyển Việt Nam. Jepison cùng với Hồ Văn Ý chuẩn bị bước vào. Chưa biết là sẽ đá ở phần sân nào. Như vậy là các cầu thủ sẽ thực hiện loạt đá luân lưu ở phần sân bên phía tay phải. Miu Min Suê là người chọn sân và điều đó cũng đồng nghĩa với việc là cầu thủ Việt Nam sẽ là những người sút luân lưu trước. Về mặt lý thuyết khoa học thể thao thì người ta đã phân tích rằng là các đội bóng được sút luân lưu trước sẽ là những đội bóng có lợi thế về mặt tâm lý. Cho đến thời điểm này thì bản thân chúng tôi cũng bắt đầu có những sự phập phồng, hồi hộp và cũng có cảm giác lo âu nữa. Mặc dù Hồ Văn Ý là quả bóng vàng Futsal Việt Nam, là thủ môn có phong độ tốt nhất ở vào thời điểm này của đội tuyển Futsal Việt Nam,
Văn Vũ sẽ là người bước lên thực hiện quả đá luân lưu đầu tiên. Các thủ môn sẽ không được phép rời khỏi vạch sân màu xanh cho tới trước khi mà cầu thủ của đối phương thực hiện quả đá. Văn Vũ, Fiso, đội trưởng, cầu thủ 31 tuổi. Một không, một không nghiêng về cao thủ Việt Nam. Cú sút thẳng của Văn Vũ, bóng đi vào đúng vị trí mà Duy Pison vừa mới di chuyển. Và đội trưởng bên phía Myanmar cũng sẽ là người thực hiện cú sút đầu tiên, Miu Minh Thuệ. Hồ Văn Ý đối mặt với Miu Minh Thuệ, chân trái, không vào. Ở vòng bảng, Miu Minh Thuệ đã từng giành chiến thắng trước Hồ Văn Ý bằng một quả sút phạt ở cự ly ngoài 10m. Nhưng lần này cũng từ một cú sút chân trái, không phải là một cú bút chì, một cú sút bằng đầu mũi trên chân trái. Miu Minh Thuệ đã không thể chiến thắng được Hồ Văn Ý. Người tiếp theo sẽ là Phạm Đức Hòa. 2-0, 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Nếu như cú sút này của đội tuyển Myanmar không vào thì các cầu thủ Việt Nam không cần phải tiếp tục thực hiện cú sút cuối nữa. Không vào, không vào. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về cầu thủ Việt Nam. Người vừa sút hỏng bên phía cầu thủ Myanmar đó là Aung San Suu. Không, như vậy là không phải là sút 3 quả mà có vẻ như là sút 6 quả các bạn ạ. Người tiếp theo là Khổng Đình Hùng. Chắc chắn là 3-0 rồi. Khổng Đình Hùng thì luôn luôn là một cú táp lòng trong chân phải cực mạnh. 3-0. 3-0. Phong cách của Khổng Đình Hùng luôn là như vậy. Bao giờ cũng lấy đà rất xa và táp lòng trong chân phải. Sự căng thẳng của Lương Thái Huy. Đây là Nê Minh Xuê. Tỷ số được rút ngắn, 1-3. Lần này nếu như chúng ta thắng thì sẽ thắng đây. Ai sút? Minh Chí. Minh Chí, chân trái. 4-1. 4-1. Và như vậy là đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-1 sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc là đội tuyển Việt Nam đã giành tấm vé cuối cùng của khu vực Đông Nam Á, giành quyền tham dự AFC Asian Cup Futsal. Giải đấu sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 và trong tháng 10 của năm nay tại Kuwait. Xin được chúc mừng đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Giang. Đội tuyển của chúng ta mặc dù đã không đạt được mục tiêu là vào tới trận chung kết của giải đấu năm nay, nhưng đã giành chiến thắng ở trận tranh hạng 3 và qua đó đạt được mục tiêu thứ hai, đó là giành tấm vé để tham dự vòng chung kết của giải AFC Futsal Asian Cup năm 2022 tổ chức tại Kuwait. Xin chúc mừng Hồ Văn Ý với hai pha cản phá có thể nói là rất xuất sắc trong trận đấu ngày hôm nay. Xin chúc mừng Thích Phát. Đây là giải đấu mà pivot trẻ của đội tuyển Futsal Việt Nam đã có một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Anh cũng là tác giả của 5 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam tại giải đấu lần này. Sau giải đấu này thì đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ về nước nghỉ ngơi và sau đó tập trung trở lại để chuẩn bị cho các trận đấu tại giải, tại nội dung Futsal Nam của SEA Games 31. Các trận đấu sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Hà Nam và sẽ diễn ra vào tuần thứ 2 của tháng 5.
Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 17 giờ chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn trận chung kết của giải đấu này giữa đội tuyển Indonesia và Thái Lan. Rất mong là quý vị và các bạn sẽ dành thời gian và sắp xếp tiếp tục theo dõi.